San Sui Mi, 46 tuổi, đã từng là một giáo viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, nhưng cô đã phải chạy khỏi nước mình sau khi bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và tra tấn, không phải là vì phạm tội gì cả, mà là do từ chối từ bỏ tín ngưỡng tinh thần của mình. Cô San tập Pháp Luân Công, một môn rèn luyện tinh thần bao gồm tập thiền và các bài giảng về đạo đức. Cũng như hàng triệu học viên khác ở Trung Quốc, cô San nói cô đã thu được lợi ích từ Pháp Luân Công. Sau khi tôi tập Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Lúc đó tôi rất phấn khởi và thấy rằng Pháp Luân Công thật đáng kinh ngạc. Sau khi môn tập trở nên nổi tiếng và phổ biến hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp trên cả nước vào năm 1999. Họ thực hiện việc bắt giữ hàng loạt, kết án bỏ các học viên vào tù và trại lao động, trừ khi họ đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công. Vào năm 2002, cảnh sát đã đột nhập vào nhà cô San. Họ bắt giữ cô và 4 học viên Pháp Luân Công khác tại đó. Cảnh sát đưa các học viên đến đồn cảnh sát địa phương nơi họ bị hỏi cung và tra tấn. Cô San Sui Mi, một nạn nhân của cuộc đàn áp. Họ đã dùng dụng cụ này để tra tấn tôi, còng hai tay tôi ở tư thế hai cánh tay đưa lên cao, mở như thế này, và có hai ống vòi ở hai bên. Khi họ kéo hai ống vòi thì hai bàn chân tôi chỉ còn chơi vơi trên sàn nhà. Không lâu sau đó, các còng tay bắt đầu cứa ngập vào hai cổ tay tôi. Chỉ trong vòng một vài phút, hai bàn tay tôi chuyển sang màu đen. Cái đau là không thể tả được. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tra tấn về mặt thể xác là một phương pháp phổ biến mà cảnh sát và các cai ngục Trung Quốc sử dụng để bắt các học viên Pháp Luân Công từ bỏ môn tập của mình. Cô San nói rằng, bất chấp việc bị tra tấn, cô đã không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Vì vậy, chính quyền đã dùng đến cách cưỡng bức lao động. Họ bắt cô phải làm hàng xuất khẩu, thường buộc cô phải làm việc hơn 10 tiếng một ngày trong điều kiện như nhà tù. Khi tôi không chuyển biến, họ bắt tôi phải lao động. Mọi công việc đều liên quan đến các hàng hóa độc hại và chúng tôi phải làm những hàng thủ công như các bức tượng nhỏ và cây thông Noel. Hồi đó, nhiều người trong chúng tôi cảm thấy chóng mặt, nôn mửa và bị dị ứng với những vật liệu mà chúng tôi phải tiếp xúc. Nhiều khi chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa, như thể là đã bị nhiễm độc vậy. Chúng tôi đã phải làm công việc này trong một thời gian dài. Tổng cộng, cô San đã bị giam giữ 6 lần giữa năm 1999 và 2007, nhưng cô đã từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình và vẫn kiên định tập Pháp Luân Công. Vào năm 2007, cô quyết định chạy khỏi Trung Quốc. Giờ cô đang tìm kiếm quy chế tị nạn ở một nước khác trong khu vực châu Á, nhưng cô đề nghị chúng tôi không tiết lộ là nước nào để bảo vệ an toàn cho cô. Và bên cạnh việc xin cấp quy chế tị nạn, cô cũng đang làm việc với các học viên tại địa phương để vạch trần các vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng tất cả những người có lòng tốt trên khắp thế giới có thể đứng về phía công lý và chấm dứt cuộc đàn áp này.